Hôm nay mình quay cái dàn trái hũ qua cho anh em bà con xem chơi cho vui nha. Đây là hũ qua sim xanh. Đây dàn trái dưới đây. Hôm nay nông dân cũng đang thu hoạch. Đây trái xuống rất là gọn. Anh bẻ đâu gần cả chục lứa rồi đó. Trái đang xuống gỗ. Hai bên trái đều với nhau luôn. Trái dài, gai nhuyễn rất là đẹp. Mùa nắng thì anh ấy tô xình. Được bao nhiêu bọc thì chị thương lái? 25 bọc bên nào? 25 bọc. Đây anh bẻ chưa rồi nó hai mấy 30 bọc rồi. Anh nông dân anh bẻ lứa này lứa thứ mấy rồi anh nông dân? Lứa thứ 7 rồi. Đã 7 lứa rồi. Lứa này gần 500 hôn anh nông dân? Chắc cỡ 400 ngoài. Nó gần 30 bọc rồi đó anh nông dân. Đây trái giống của anh nông dân để giống đây nè. Rất là to, trái này hơn nửa kilo. Ở trong điện thoại thì nhìn thấy nó nhỏ. Có trái cả ký luôn. Anh nông dân là chuyên gia lấy giống tự trồng không? Mấy cái lá khô là nó bệnh hả? Anh nông dân xịt cái là khô luôn hả? Vậy đó hả anh nông dân? Ừ. Quá kỹ thuật. Nó già, ở dưới lá già. Cái kỹ thuật của anh nông dân thì khoảng 20 lứa là bình thường với anh nông dân hả? Đợt này chắc cỡ đó trả lời. Đợt này hơi rẻ, không có đầu tư không. Nếu giá cao là anh nông dân nung lên tối tăng hả? Ừ,
bị sụt giá nữa hay gì. Như còn 6.000 hay gì. Sáu ngàn ký thì anh nông dân bể gần 500 ký. Cái tầm này có 2 ký hay anh nông dân? Khoảng 6 trái là 2 ký vậy. 3 trái 1 ký. Trái 350 g. Rồi mình chào anh em bà con nha. Hẹn gặp lại video tiếp theo.